nghệ sĩ Phương Hồng Thủy, tên thật là Đinh Hồng Đào, sinh năm 1960, quê quán tại Đồng Nai. Những năm 1987-88 của thế kỷ 20, trên sân khấu đoàn cải lương Đồng Nai, bộ ba diễn viên chính Ngân Hương, Mỹ Thu, Phương Hồng Thủy giúp đoàn làm mưa làm gió trên những đường lưu diễn các tỉnh và được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Phương Hồng Thủy và Mỹ Thu thay phiên nhau hát các vai chính của đoàn cùng với các Ngân Hương. Sau khi rời khỏi đoàn Đồng Nai năm 1990, nghệ sĩ Phương Hồng Thủy về đoàn Nhân dân Kiên Giang đóng tránh với nam nghệ sĩ Trọng Hữu, hợp cùng với diễn viên Y Phương, Thanh Nam, Thanh Hằng v.v. chỉ xuất hiện trong các vở Hàn Mặc Tử, Thảm Kịch Tuổi Xanh v.v. Đôi Trọng Hữu, Phương Hồng Thủy nổi tiếng khắp các tỉnh miền Tây và tên tuổi của Phương Hồng Thủy không ngừng bay xa hơn. Những năm 1990, tại cuộc bầu chọn đôi nghệ sĩ hát chung được yêu thích nhất do báo Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, đôi nghệ sĩ này đã được độc giả bầu chọn vào danh sách. Với ngày tháng tha hương nơi xứ lạ quê người. Phước lành không gian trong mơ tới bời. Năm 1991, khi giải thưởng Trần Hữu Trang được tổ chức năm đầu tiên, nghệ sĩ Phương Hồng Thủy vinh dự được trao huy chương vàng cùng với nghệ sĩ Vũ Linh, Tài Linh, Ngọc Huyền và Thanh Hằng. Kết hợp với đoàn Nhân dân Kiên Giang, nghệ sĩ Phương Hồng Thủy về Thành phố Hồ Chí Minh cộng tác với câu lạc bộ cải lương thuộc Ban Ái Hữu Nghệ Sĩ. Chỉ xuất hiện trong các vở Sông Dài Vai Lượng, Cung Đàn Nước Mắt Vai Lan Anh, Men Rượu Hương Tỉnh v.v. Khoảng năm 1996, Phương Hồng Thủy về nhà hát Trần Hữu Trang hát vai chính Cầm Thanh trong vở Cô Đào hát với nam nghệ sĩ Vũ Linh được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Năm 1997, chị xuất hiện trên sân khấu Dạp Đại Đồng trong vở Tuồng nổi tiếng Xuyên Kiếp cùng với huy chương vàng giải Trần Hữu Trang khác như Vũ Linh, Linh Tâm, Thoại Mỹ, Cẩm Thu, Thanh Hằng v.v. Hoạt động nghệ thuật không mệt mỏi và có nhiều công hiến cho sân khấu cải lương. Năm 2006, một lần nữa vinh dự lại đến với chị khi được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú cùng với Vũ Linh, Thanh Thanh Tâm. Danh Phương Hồng Thủy là do nghệ sĩ nhân dân Phùng Há đặt cho vào cái thời nghề hát vận vào cuộc đời long đong của chị. Vì chị cứ đi đến đoàn hát này đến đoàn hát kia với nhiều nghệ danh khác nhau nhưng vẫn mờ nhạt. Thế nhưng các đồng nghiệp bạn bè vẫn thường gọi chị với cái tên rất đáng yêu là cô Đào ngậm kẹo. Dù ăn bo bo thay cơm nhưng chị vẫn tròn lẳn, hai gò má lúc nào cũng phụng phịu, lúc hát trông y chang như đang ngậm kẹo. Có ai ngờ, không chỉ lận đận với nghề nhiều năm liền, để có được ánh hào quang trên sân khấu, Phương Hồng Thủy gặp nhiều trắc trở trên con đường tình duyên đến mức chị từng nghĩ đến cái chết. Lập gia đình ở cái thời còn son trẻ mới chập chững vào nghề, Phương Hồng Thủy nhớ rõ cuộc hôn nhân kéo dài trọn vẹn 18 tháng rưỡi. Khi ấy chị còn quá khờ, không cân nhắc kỹ nặng nhẹ của chuyện kết hôn sớm. Khi người yêu dọa, không cho cưới là anh giết, cô Đào gật đầu ưng thuận. Suốt khoảng thời gian bên nhau, cả hai chưa từng to tiếng cãi vã hay xảy ra bất đồng quan điểm. Hương lửa mặn nồng, chị mang thai 2 tháng rưỡi thì chồng chị bỏ đi với lý do hai vợ chồng cùng làm nghề hát thì làm sao đủ tiền nuôi con và hứa quay lại rước hai mẹ con. Chị không ngờ sự chia ly này là mãi mãi. Phương Hồng Thủy là mẹ và sinh con, chị bế con theo mỗi chuyến đi hát tỉnh. Một giỏ hóa trang, một giỏ sữa kèm tã, đến sân khấu nào chị cũng sằng võng, vừa du con vừa hóa trang để hát. Trong đoạn hát đều thương, cứ ai hát xong xuống sân khấu là đều đưa võng dùm, đứng hát trên sân khấu nhưng chị cứ hồi hộp trước những cơn gió lạnh ùa.
không biết có ai kịp che chắn cho con mình hay không. Có một hôm hát ở Xuyên Mộc, nửa đêm ngủ mê, chị không hay có người ăn cắp giỏ sữa của con chị. Sáng thức dậy, chị cảm giác cả gia tài như mất sạch, chị ủa khóc như một đứa trẻ. Cuộc sống quá cơ cực của một bà mẹ khiến cho Phương Hồng Thủy nghĩ đến chuyện quyên sinh. Chị dành dụm được 2 cây vàng để sẵn trong tủ. Khi giờ diễn kết thúc, chị tắm rửa sạch sẽ và trang điểm thật đẹp, mặc bộ đồ bà ba trắng nằm trên giường rồi uống thuốc để tự tử. May mắn thay, chị đã được cứu sống. Nghĩ lại giây phút đó, Phương Hồng Thủy trải lòng. Đó là phút bồng bột của tuổi trẻ, suy nghĩ dở ẹp. Nghĩ lại tôi thấy vừa dại vừa xấu hổ. Đôi khi chúng ta yêu một người nào đó và tự huyễn hoặc bản thân. Không có người đó bên cạnh, chúng ta sẽ chết. Tuy nhiên, chúng ta không bao giờ chết được. Khi nó qua cái giai đoạn đó rồi, thì trời cao đất rộng, hạnh phúc vẫn vẫy chào. Ba mẹ mình sinh ra mình, nuôi mình lớn. Mình chưa làm được gì cho cha mẹ, sao phải tự hủy hoại. Từ đó chị sống kiên cường hơn, động lực lớn nhất chính là cô con gái nhỏ. Chị nghĩ, con đã không được gần cha, thì bản thân là mẹ, chị cần bù đắp cho con nhiều hơn. Khỏi hẳn thì ba lại đi làm mướn cho người ta để kiếm tiền cho con no bụng. Cũng nhờ chết hụt mà sau này Phương Hồng Thủy mới có dịp gặp lại người đàn ông đích thực của cuộc đời mình. Cuộc gặp gỡ tình cờ giữa chị và anh hơn 10 năm trước ở cách Việt Nam nửa vòng trái đất. Khi đó, chị cùng một nhóm nghệ sĩ đi hát ở một ngôi chùa ở Atlanta của Mỹ. Còn anh là Phật tử, tình nguyện làm tài xế chở nghệ sĩ. Chẳng ai ngờ kết thúc đã có hậu. Ngày chị lấy anh, nhiều người tròn mắt, bao nhiêu người giàu có theo chị sao không lấy, tự nhiên gật đầu về làm vợ một anh thợ máy. Phương Hồng Thủy chia sẻ, tôi thương anh bởi bản tính hiền lành, thật thà. Hơn nữa, tôi sợ nhất là lấy đại gia, vì họ giàu quá, lấy mình về chắc sẽ không cho mình đi hát nữa. Lấy chồng giàu, ra đường cũng phải quần áo phấn son trang sức, cho phù hợp với ông chồng. Còn tôi, vốn thích sống đơn giản, mộc mạc, son phấn ngựa là, để dành cho những vai diễn trên sân khấu. Màn nhung khép lại, tôi chỉ sống cuộc đời bình dị như tất cả bao nhiêu người phụ nữ bình thường khác. Những ai từng biết nghệ sĩ ưu tú Phương Hồng Thủy với Cô Đào Cầm Thanh, Cô Đào Hát, Thúy Kiều, Ai Giết Nàng Kiều, Lan Trong Lan và Điệp, chắc chắn khó có thể hình dung được hình ảnh nghệ sĩ Phương Hồng Thủy trong đời thường. Nếu không phải đi diễn xa đều đặn mỗi ngày, thì chị dậy thật sớm pha cà phê, chuẩn bị bữa sáng tươm tất để ông xã kịp đi làm. Anh bận bịu với công việc suốt ngày, niềm vui của chị là dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc mảnh vườn nhỏ, nơi chị trồng các loại hoa và rau củ. Chị hạnh phúc khi được đi chợ, nấu sẵn những món ăn mà anh thích để cùng anh ngồi bên mâm cơm nóng hổi. Mỗi tối sau giờ làm, nấu sẵn những món ăn mà anh thích để cùng anh ngồi bên mâm cơm nóng hổi mỗi tối sau giờ anh đi làm về. Những lúc phải đi diễn xa, chị chuẩn bị cho anh từng món ăn được chế biến sẵn, đến những bộ áo quần được ủi thẳng thớm. Em về với một hình hài bằng xương, bằng thịt, chứ không phải về trong những giấc chiêm bao, trong những tháng năm lìa quê, xa xứ. Dù sự trở về của em đã quá muộn màng, dù em chỉ được nhìn anh qua ngôi mộ cô đơn trên bến sông buồn kỷ niệm. Em có tội. Phương Hồng Thủy chia sẻ, trải qua những thăng trầm của cuộc đời, rồi bước qua tuổi 50, suy nghĩ, quan niệm sống của con người thay đổi nhiều lắm. Với chị bây giờ, không nơi đâu bình yên, ấm áp bằng chính gia đình mình. Người nghệ sĩ vốn nhạy cảm, có thể vui, buồn, đau đớn hay hạnh phúc chỉ vì một lời nói, một cử chỉ của người khác. Có lẽ vì thế, sự đồng cảm, sẻ chia của một nửa còn lại chính là hạnh phúc, chỉ đơn giản vậy thôi. Từ ngày có chú Khương, cô con gái của chị hiện đang sống bên Úc có thêm một chỗ dựa tinh thần. Mọi chuyện buồn vui đôi khi còn tìm tới chú nhiều hơn mẹ. Cũng chẳng phải tự nhiên mà con gái chỉ chấp nhận một người thứ ba gánh bớt tình thương của mẹ.
Nhà chỉ có hai mẹ con, từ khi Hồng Vân, con gái của chị nhỏ xíu, lúc nào cũng sợ mất mẹ, nên Hồng Vân ghét tất cả những người đàn ông để ý mẹ. Sợ con gái buồn, chị cũng quên luôn chuyện tình cảm riêng tư của mình, để dồn hết tình yêu thương, bù đắp cho con. Ngày anh ngỏ lời, chị cũng do dự không dám quyết định. Không ngờ con gái biết chuyện, đã âm thầm quan sát đối thủ từ xa. Chị bắt đầu mở lòng với anh khi nghe con động viên. Con thấy chú thương mẹ thiệt đó, mẹ đồng ý đi để con còn đi lấy chồng. 10 năm chung sống không chỉ là tình nghĩa vợ chồng, anh chị giờ còn như hai người bạn tri âm tri kỷ. Vợ chồng chị có thể chia sẻ với nhau mọi chuyện, chị đi diễn xa, anh tính từng ngày, còn chị chỉ mong mau về nhà, lo cho anh, còn chị cũng chỉ mong mau về nhà vì lo anh một mình không ai chăm sóc. Hiểu vợ và biết lửa đam mê sân khấu vẫn âm ỉ cháy trong trái tim, nên anh luôn tạo điều kiện và động viên để chị yên tâm đi diễn. Mỗi lần về Việt Nam, chị đi một mình, nhưng khoảng một tuần trước ngày chị về Mỹ, bao giờ cũng có anh xuất hiện. Anh nói, về Việt Nam ai nấy đều háo hức, nhưng lúc quay lại Mỹ, ai cũng buồn. Một ngày ngồi máy bay, chắc chắn vì vậy sẽ giải lê thê, chi bằng chịu khó bay về Việt Nam để thăm tùng cho bà xã vớt buồn, coi như cũng là một lần về thăm quê hương với vợ vậy mà. Nhìn Phương Hồng Thủy hạnh phúc rạng người ngày hôm nay, thật khó có thể hình dung cuộc đời chị đi qua những khúc quanh nghiệt ngã đến mức nghĩ đến chuyện quên sinh. Khi bước qua được một biến cố, con người sẽ trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Và cũng chính những khúc quanh của cuộc đời càng khiến cho chị yêu quý, trân trọng hơn ở cuộc sống hiện tại để biết hài lòng với những gì mình đang có.